Và đâm lúa này lá xả cao quá. Dạ, mến chào toàn thể ông bà cô chú anh chị các bạn đang trở xem kênh Trần Dũng Vlog, và hiện tại Trần Dũng đang trở về Cần Đước Long An về quê mình nha cả nhà. Cũng có quay lại cái cảnh lúa hôm trước mới xạ cho cả nhà mình cùng xem, và lúa hôm nay xạ cũng được một tháng mấy rồi nha cả nhà. Thì mời cả nhà mình cùng xem lúa ở vùng nước mặn của mình như thế nào nhé. Dạ, và đây là miếng ruộng nha cả nhà, ở phía trước nhà mình. Đây là vùng nước mặn. Vùng nước mặn thì lúa xạ thì chờ chỉ đón mưa thôi, không có phải giống như ở vùng miền Tây bơm nước lên, bởi vì lúa nó cũng không có điều. Xạ lúa xuống là chỉ đón mưa. Lúa này bị bệnh vàng lá ở phía trước là do chắc bị khô quá, nó lên không nổi, rồi mưa xuống bà con mới dặm thêm á, bởi vậy nó không có điều ở chỗ cao thấp á cả nhà. Còn giờ mưa xuống bà con ta cũng trồng gãy rồi, trồng bắp, trồng đậu bắp, trồng rau, hổ qua mướp rồi. Ở vùng nước mặn thì bà con chỉ trông chờ có tháng mưa để bà con làm lúa, trồng rau và nước sinh hoạt thì cũng dùng hứng nước mưa không nghe cả nhà. Đây, những cái đám ruộng như thế này đây thì xả lúa xuống thì cái chỗ này thì do nó bị thiếu nước thì lúa đó bị chết, rồi sau rồi trời mưa xuống thì bà con mới dặm thêm nữa, thì bởi vậy lúa nó mới có chỗ cao chỗ thấp vậy nào. Dùng mày làm lúa thì nó không có trúng giống như ở miền Tây. Công thì tầm khoảng có chừng được 10 giả lúa à. Công chừng 10 giả lúa là trúng nghe cả nhà. Phèn đây nguyên một cái đám ruộng ở bên đây nó vàng anh luôn. Còn bên chỗ này lúa nó tốt quá, nó bị dư phân luôn à. Cái này là bị dư phân. Dư phân là nó sẽ bị cao, cao lá xả như này, gió khi mà nó chỗ ra bông rồi hạt nó bị lép, gió nó bị sập ngay cả nhà, nó vượt quá. Đây còn cái vùng ở bên đây nè, do đất bị phèn ha cả nhà, ở bên đây bị dặn lá, bị bệnh cháy lá nè. Thì dịp em cũng có về quê thì cũng có quay phong cảnh ở quê và cũng có chia sẻ cho tất cả ông bà cô chú anh chị cùng xem cuộc sống ở đây là Cần Đước Long An nha cả nhà. Đây là vùng nước mặn của bà con. Còn phía bên đây đó là nhà của mấy anh chị với ba mẹ mình. Nhân dịp cuối tuần thì
Trần Dũng cũng xin chúc cho tất cả ông bà, cô chú, anh chị, em và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và có một ngày của từng thật vui vẻ cùng gia đình. Giờ đây là những cái hồ để chứa nước mưa nghe cả nhà. Thì dùng nước mặn thì phải có một cái máng xối xuống cái đường ống. Và khi mà trời mưa thì ở trên máng xối nó sẽ chảy xuống cái hồ hứng, sẽ hồ này sẽ đầy thì truyền qua cái hồ khác để sử dụng sinh hoạt, là giống như là mình rửa giặt giũ vẫn có nước cây, nhưng mà nước cây thì mở ra cũng có giờ, nước cây nó vẫn còn mặn nha. Ở vùng ngay chỗ Long Hồ Tây thì chỉ có được cái giếng ở bên giáo xứ khoan có nước thôi, còn tất cả là các giếng khoan không có nước, nước nó vẫn còn xử lý rồi, nó vẫn còn lớn lớn. Dùng nước mặn thì bà con là sinh hoạt thì nước sổ còn phía sau. Đây là phía sau nhà của ba mẹ mình cũng có một cái hồ. Cái này là cái hồ này để chứa nước để mình tưới cây, nhưng mà nước vẫn bị khoèn. Vẫn có cá ha. Mùa hạn thì nó khô tới đáy ở dưới luôn, nó sâu lắm. Cái này sâu lắm nha cả nhà. Cá cũng vẫn cá nhiều lắm. Trên giữa hồ nước sâu xuống dưới khoảng có chừng 7-8 mét ở dưới, thả cái hầm này sâu lắm. Tới lúc 30 tháng 4 thì là cái hầm nước nó giật khô luôn, khô gần tới đáy, chỉ còn có lòng chảo ở phía dưới thôi. Và đây là tiếp theo cái miếng ruộng cũng nằm ở bên phía sau. Miếng ruộng này thì là lúa người ta mới xạ nghe cả nhà, mới có lên hơi xanh xanh thôi à. Tại vì có mỗi một chủ ruộng thì có nhiều người ta xạ trước, chờ tới có người ta xạ sau, và chờ khi mưa thiệt nhiều mới có đủ nước. Giống như nước mưa nó bị gì người ta giữ nước lại, nhà chỗ này chết thì tới chừng nữa lúa trên kia lên thì ta sẽ nhổ, ở trên kia ta dùng, ta sẽ cấy lại cái chỗ này. Cái chỗ này lúa bị ốc đồ nó cắn nổi chết hết rồi. Em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem, ở dùng nước mặn làm lúa vất vả. Đây nè cả nhà. Đó, nước đang lên là tại vì khi mà bà con sẽ xới đất lên xong rồi mới dải lúa xuống, rồi đầu ấy mới chờ mưa lên rồi dùng mới chụp. Đó. Dùng mới chụp xong rồi đầu cái lúa nó mới lên như vậy nè, đắp bờ lại mưa giữ nước lại. Dùng nước mặn mà đâu có khai, cứ xài vậy khi chỗ nào lúa nó bị chết đó thì bà con sẽ nhổ ra cấy. À, đâu có cái trứng vịt ở phía trước đó kìa. Ừ, trắng trắng á cả nhà. Dịp lâu lâu em cũng có về quê, bên đây là quê vợ em nghe cả nhà. Còn quê em thì ở Đồng Tháp, dùng là Đồng Tháp thì nước không có bị mặn, nhiễm mặn thì nước lúa, canh tác lúa thì làm rất là trúng. Dùng mà dùng cần nước không mang qua, cá quá trời luôn cả nhà ơi. Và cái hố cá nó dồn lại đây nè, để quay cho cả nhà mình cùng xem nhé. Đây nè, cá nó dồn lại phía sau ở đây nè, một cái luôn, đi lợi luôn, ham quá. Cái này mà tát cá ra lúc ấy cá rô và quá trần luôn, trời mưa này gom nguyên cái hộp rồi nè, nhiều lắm. Để em quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Cá núp trốn chạy lại đây nè, đó có tên người dồn rồi đó, nguyên một bầy luôn, quá nhiều luôn.
Bên đây là cũng lúa mới xài xuống giống nha cả nhà. Dùng hiện tại ở miền Tây, ở Đồng Tháp em thì lúa chuẩn bị cắt rồi. Đó, bây giờ là lúa chuẩn bị cắt. Còn dùng này thì có chỗ mới xả xuống giống như thế này nè, lên xanh xanh nảy mầm vậy nè. Đây nguyên một cái dãy ruộng ở phía sau đây là mới xả xuống giống luôn. Còn bên đây thì miếng ruộng này người ta không có làm. Do làm ruộng, dùng này làm ruộng thì chỉ làm lúa thì để dành ăn thôi chứ không có bán ngay cả nhà. Tại vì lúa làm cũng không có được trúng lắm. Không phải như các vùng miền Tây thì làm một công thì hàng tấn, hơn một tấn không à. Cái kỹ năng, cái năng suất của mỗi người làm khác nhau nữa. Có nhiều người người ta làm trúng một tấn, hai tấn, ba tấn, mốt cũng có, tùy theo năng suất của mỗi người làm với cái vùng đất phù sa nó nhiều, làm lúa nó trúng. Còn bà con ở nơi đây thì làm lúa đó, xả lúa xuống nó khô, cái này làm sao mà nó lên nổi thì chỉ trông chờ có mưa thôi à. Tại vì đâu có nước, nước mặn đâu có ấy đâu, đâu có bơm vào giống như ở vùng nước ngọt cả nhà. Đây còn miếng bên đây lúa mà khi xả xuống sớm lên rồi nó sẽ xanh xanh nha cả nhà. Đây là cánh đồng, một phía trên kia là đường nhà, một phía miếng ruộng xanh xanh bên kia. Dạ thôi em cũng xin tạm dừng video tại đây, thì em cũng chúc cho tất cả ông bà cô chú anh chị em các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe, và xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo.